Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin thế giới tiếp theo. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Phần tin thế giới tiếp theo của chúng tôi cho biết rằng khối kinh tế mới nổi với tên gọi tắt là BRICS sắp vượt nhóm G7 về đóng góp cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo tờ Bloomberg đưa tin rằng các thành viên của khối kinh tế mới nổi còn gọi tắt là BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi dự kiến sẽ vượt khối G7 do Hoa Kỳ dẫn đầu về đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới từ năm nay. Theo một phân tích mới dựa trên Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các quốc gia trong khối kinh tế mới nổi sẽ đóng góp 32,1% vào sự tăng trưởng của thế giới, trong khi tỷ lệ đóng góp của khối G7, đó chính là các quốc gia phát triển, chỉ là 29,9%. Nhóm G7 gồm có 7 quốc gia, đó chính là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản. Từ lâu đã được coi là khối các quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất ở hành tinh. Nga là một thành viên của khối cho đến năm 2014. Báo cáo cũng chỉ ra rằng năm 2020, đóng góp của các quốc gia trong khối kinh tế mới nổi và G7 vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu là ngang nhau. Kể từ đó, thành tích của khối do phương Tây lãnh đạo ngày càng giảm sút. Đến năm 2028, dự báo đóng góp của G7 vào nền kinh tế thế giới sẽ giảm xuống còn 27,8%, trong khi khối kinh tế mới nổi sẽ chiếm 35%. Các tính toán của Bloomberg cho thấy Trung Quốc có thể sẽ là quốc gia đóng góp hàng đầu cho việc tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới, với tỷ trọng gấp đôi Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của một công ty nghiên cứu kinh tế vĩ mô có trụ sở tại Vương quốc Anh cũng cho thấy khoảng cách giữa hai nhóm về quy mô kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng. Các nhà phân tích lưu ý rằng Trung Quốc và Ấn Độ đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và ngày càng có nhiều quốc gia quan tâm đến việc gia nhập vào khối này. Đầu năm nay, Ngoại trưởng của Nga Sergei Lavrov cho biết rằng có hơn 10 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm tới việc được gia nhập vào nhóm kinh tế mới nổi này, bao gồm Algeria, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Iran, Ai Cập, Mexico, Nigeria, Pakistan, Sudan, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Venezuela. Saudi Arabia, Ai Cập và Bangladesh đã mua cổ phần trong Ngân hàng Phát triển mới. Đây là một tổ chức tài trợ cho khối kinh tế mới nổi này. Sang qua Cambodia, bản tin của chúng tôi cho biết rằng quốc gia này dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh COVID-19. Hãng thông tấn AP đưa tin người dân tại Vương quốc Cambodia không phải đeo khẩu trang tại các cuộc họp mặt, hội họp dưới mọi hình thức, cũng như không cần phải thực hiện các việc xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia các buổi lễ, hội nghị như quy định trước đây. Thủ tướng của Cambodia, ông Hun Sen cho biết rằng sau khi kết thúc Tết cổ truyền của người dân quốc gia này, thì chính phủ hoàng gia nhận thấy COVID-19 không còn lây lan. Qua đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát lại các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới và đưa ra quyết định bãi bỏ quy định đeo khẩu trang tại các cuộc gặp mặt, hội họp dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cho rằng người dân tại Cambodia vẫn có thể đeo khẩu trang nếu họ muốn. Liên quan tới việc dỡ bỏ quy định xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi tham gia các cuộc hội họp dưới mọi hình thức, Thủ tướng Hun Sen cho rằng mỗi người dân có thể chọn thực hiện xét nghiệm nhanh theo ý muốn. Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn kêu gọi toàn thể người dân nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc là các dung dịch khử khuẩn, đồng thời yêu cầu Bộ Y tế phải tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cambodia để thường xuyên đánh giá, theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ hoàng gia Cambodia cũng khuyến khích những người có triệu chứng nghi ngờ cần tuân thủ biện pháp 3-0 và 3 phòng, từ xét nghiệm nhanh COVID-19 và theo dõi sức khỏe bản thân, tiếp tục đeo khẩu trang, duy trì việc rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách với người khác và không đến những nơi tụ tập đông người hay là những địa điểm có không gian kín.
Sẽ qua Indonesia, bản tin của chúng tôi cho hay đang có 11 ngư dân bị kẹt gần một tuần trên đảo Hoang. Hãng thông tấn AFP cho biết rằng có 11 ngư dân Indonesia đã được giải cứu sau 6 ngày họ dạt vào một hòn đảo hoang vu ngoài khơi của Australia trong tình trạng không có đồ ăn và nước uống. Cơ quan An toàn Hàng hải Australia trong ngày 19 tháng 4 thông báo, nhóm ngư dân này đã được tiến hành từ 2 ngày trước đó trên Bedwell, hoang đảo cách thị trấn du lịch ven biển Broome của Australia khoảng 320 cây số về phía tây. Những ngư dân này đều là người sống tại tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia. Trong ngày 12 tháng 4, họ ra khơi trên hai chiếc thuyền đánh cá mang tên là Putri Jaya và Express 1, rồi di chuyển vào đường đi của một cơn bão, đó chính là Elsa, cơn bão mạnh nhất tại Australia trong 8 năm qua với sức gió giật hơn 289 km/h. Chiếc thuyền Putri Jaya được cho là đã bị chìm trong bão, khiến cho 8 ngư dân trên thuyền tử nạn và chỉ còn một người sống sót. Ngư dân này đã lênh đênh trên biển 30 giờ nhờ buộc người vào một bình nhiên liệu và bơi tới khu vực đảo Bedwell. Trên đảo này thì chiếc thuyền Everest 1 chở 10 người ngư dân cũng đã mắc kẹt một ngày trước đó. Các ngư dân trải qua 6 ngày trên hòn đảo trong tình trạng không có đồ ăn và nước uống, trước khi được lực lượng biên phòng Australia phát hiện khi họ tuần tra thường lệ bằng trực thăng. Do trực thăng cứu hộ không thể hạ cánh xuống bãi cát mềm trên đảo, các sĩ quan biên phòng đã kéo nhóm ngư dân lên máy bay và đưa vào đất liền. Sau khi được giải cứu, các ngư dân được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị trong tình trạng sức khỏe tốt và sẽ được đưa về Indonesia. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết rằng lãnh sự quán của họ ở Australia đã đề nghị được gặp các ngư dân và tiến hành hỗ trợ họ. Lãnh sự quán nói thêm rằng sẽ tạo điều kiện hồi hương thuận lợi cho công dân, đồng thời cũng bày tỏ lòng biết ơn đến giới chức tại Australia đã cứu người dân của họ. Sau có bản tin cho biết rằng các quốc gia Nam Á là nơi có số lượng bé gái tảo hôn cao nhất trên thế giới. Hãng thông tấn AP vừa trích dẫn một bản báo cáo của UNICEF ước tính Nam Á có 290 triệu cô dâu là trẻ em, chiếm 45% tổng số trên toàn cầu, và giới chức kêu gọi nỗ lực chấm dứt nạn tảo hôn. Theo lời của Nawla Skinner, giám đốc khu vực Nam Á của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, hay còn gọi tắt là UNICEF, đã cho biết trong bản báo cáo ngày 19 tháng 4 rằng Nam Á là nơi có tỷ lệ tảo hôn cao nhất trên thế giới, thực sự là một bi kịch. Tảo hôn khiến cho các em gái không được học hành, ảnh hưởng tới sức khỏe và hạnh phúc, cũng như tương lai của các em. Có quá nhiều trẻ em gái tảo hôn, và theo báo cáo, số cô dâu trẻ em ở Nam Á là 290 triệu người, chiếm 45% tổng số trên toàn cầu. Nghiên cứu cũng thực hiện các cuộc phỏng vấn và thảo luận tại 16 nơi, trong đó có các quốc gia như là Bangladesh, Ấn Độ và Nepal, cho thấy nhiều bậc cha mẹ lại coi hôn nhân là lựa chọn tốt nhất cho con gái, bởi vì những em này ít có cơ hội học tập trong thời gian phong tỏa vì Covid-19. Độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ là 20 ở Nepal, 18 tại Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh, còn Afghanistan là 16. Pakistan cũng là 16, trừ những nơi quy định tuổi tối thiểu là 18. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng các gia đình chịu áp lực tài chính trong thời kỳ Covid-19, thế là họ buộc phải cho con gái lấy chồng sớm để giảm chi phí sinh hoạt của gia đình. Tổ chức UNICEF cho rằng giải pháp cho tình trạng này là ban hành biện pháp bảo trợ xã hội để chống đói nghèo, bảo vệ quyền được học hành của trẻ em, bảo đảm khuôn khổ thực thi pháp luật phù hợp và nỗ lực hơn để giải quyết các chuẩn mực của xã hội. Xem qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng tham vọng bán dẫn lên tới 47 tỷ Mỹ Kim của châu Âu. Thưa quý vị, Liên Âu vừa thông qua kế hoạch trợ cấp cho ngành công nghệ bán dẫn số tiền 47 tỷ Mỹ Kim với mục tiêu là nhân đôi thị phần sản xuất chip của châu lục này lên 20%. Được gọi là đạo luật chip Liên Âu, kế hoạch này đã được khối đề xuất năm ngoái và thông qua vào ngày 19 tháng 4. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của khối Liên Âu nhằm bắt kịp với Hoa Kỳ và châu Á về khả năng sản xuất chất bán dẫn. Theo lời của Ủy viên Thị trường Nội bộ thuộc Ủy ban châu Âu,
Đạo luật này sẽ hướng mục tiêu nâng tỷ lệ sản lượng chip toàn cầu của khối từ 9 lên 20% vào năm 2030. Giới chuyên gia đánh giá châu Âu sẽ cần tăng gấp 4 lần sản lượng chip hiện tại mới có thể đáp ứng mục tiêu đề ra. Với kinh phí trích từ ngân sách chung của Liên Âu thì khu vực này được dự đoán là sẽ nới lỏng các quy tắc để giúp doanh nghiệp đẩy nhanh nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn. Theo lời của bà Ursula von der Leyen là Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho hay, đạo luật mới này sẽ cho phép ngành công nghiệp chip châu Âu có cạnh tranh và xây dựng nền tảng trên toàn cầu. Đây cũng là yếu tố chủ đạo nhằm cung cấp sức mạnh cho một ngành công nghệ sạch được sản xuất ở châu Âu và tăng khả năng phục hồi cũng như là chủ quyền kỹ thuật số. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng Liên Âu có thể gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Theo đó, vào tháng 8 năm ngoái, Hoa Kỳ cũng đã thông qua đạo luật CHIPS và khoa học nhằm đổi mới vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong ngành công nghệ bán dẫn tiên tiến và chống lại sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Giới chuyên gia khi đó đánh giá Hoa Thịnh Đốn muốn dùng kế hoạch tài trợ 52 tỷ Mỹ Kim nhằm trói chân các nhà sản xuất chip, cũng như là khuyến khích các dây chuyền và chuỗi cung ứng về Hoa Kỳ.